Tiểu quan gia, thành năm xưa của chúng ta bây giờ đã bị Dương thủ nhân bao vây chặt chẽ rồi. Người không dẫn chúng ta vô thành mà dẫn chúng ta tới đây, thật ra để làm cái gì chứ? Vô thành. Vô thành từ khe nước. Không sai, ta từ nhỏ đã trưởng thành ở khe nước, đối với hoàn cảnh ở chỗ này ta rất quen thuộc. Chúng ta tới đó bằng đường thủy thì có thể tới sông Hộ Thành. Chúng ta rất có thể vô thành bằng sông Hộ Thành. Ý của tiểu hoàng gia là chúng ta lội nước vô thành thì được rồi. Mưu trí của tiểu hoàng gia thuộc hạ thiệt là không phục. Nhưng mà chúng ta làm sao mới có thể lội lâu như vậy? Vì sợ sao? Để các mấy ông túc về là giải quyết được rồi. Ra đây tuần lâu như vậy rồi hay là ngồi nghỉ một lát nha. À, có lộn không? Ra đây tuần chứ đâu phải ra đây nghỉ mát. Ê, ở đây em ru vậy bộ người tưởng có chuyện gì sao? Đúng đó, Lăng Dương đã không xuất quân rồi, chúng ta ngồi nghỉ một lát đi. À, cũng được, cũng được. Ê, nghe nói giờ thành Nam Xuyên đã hết lương thực rồi. Vậy sao? Lương cỏ trắng hồ khẩu đã bị mình đốt sạch hết rồi. Tôi nghĩ chỉ nội trong một tháng thôi, Lăng Dương muốn không đầu hàng cũng không được đó. Ủa? Có người muốn vượt sông. Bắt đi! Bên đó có người chờ thóc đó. Đi ra đó. Khoan đã, là chúng ta vừa báo cáo. À. Đi. Các người lại, cả gà nhập lấy nhập sông Hồ Thành. To gà, tụi bay Tiểu Dương gia cũng không biết hả? Còn không bao giờ được. Tiểu Nhân nói danh, Tiểu Dương gia mời. Đi hành thích hoàng thủ nhân, tại sao lại bị thất bại vậy? Chúng con cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng chúng con đã đâm trúng hoàng thủ nhân rồi mà, tại sao lại không chết vậy? Vậy con cũng không hiểu. Người mà con giết chỉ là tên tội phạm bắt ra từ khám tù để chết thế thôi mà. Dùng tội phạm để giả dạng hoàng thủ nhân. Đúng vậy. Không phải là ta cố ý trách mấy con. Mấy con nghĩ coi, trước nay không lâu thôi, bốn tên hương hòa sát thủ đều bị chết hết. Kể đó, tam nương cũng bị hy sinh. Bây giờ, kêu mấy con đi hành thích hoàng thú nhân cũng bị thất bại. Nghĩ coi, nghĩ con có tức chết hay không chứ? Chúng con làm việc bất lực, xin thấy quân giáng tội cho. Phải đó thấy quân, chúng con tình nguyện chịu phạt. Thôi đi, thôi đi. Chuyện đã tới nước này rồi, ta đâu nhẫn tâm để trừng phạt mấy con đâu. Nhưng mà dạo này Nam Cung Thế Già hình như chuyện gì cũng không được như ý, giống như đã đi vào đường cùng vậy. Trong lòng của ta thật sự là rất đau thương. Thái quân, cũng là chúng con không nên thân khiến cho Thái quân phải lo. Sau này hãy nên đề cao cảnh giác làm việc nghe không? Nếu như thất bại thêm một lần nữa, dù chúng ta chết rồi cũng không có mặt mũi để gặp liệt tổ liệt tông của Nam Cung Thế Già rồi. Dạ, sau này chúng con nhất định phải cẩn thận làm việc. Vậy được, chắc hai con cũng mệt lắm rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay mới bàn tiếp. Dạ. Nhi nương, con đợi một lát hả đi, ta có chuyện muốn nói với con. Dạ. Vậy con xin về trước, tối nay con tới nữa.
Qua đây ngồi xuống. Thế mẹ. Ủa, Minh Châu, có ở đây à? Xuân Đào đâu con? Là con kêu nó đi ra. Có chuyện gì không? Thưa mẹ, con có một chuyện muốn hỏi mẹ. Bây giờ Nam Cung Thế Gia của chúng ta thực ra đang làm chuyện gì vậy? Mẹ không rõ con đang nói cái gì. Sao mẹ lại không rõ chứ? Mẹ nói làm bộ thì phải. Hồn làm. Con lớn như vậy rồi sao nói vô lễ như vậy? Thưa mẹ, mẹ còn chưa trả lời con. Mẹ không hiểu con nói cái gì, làm sao mà trả lời được? Nếu như mẹ thật sự không rõ thì con phải nói thêm một lần nữa. Minh Châu, mẹ mệt lắm rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Mẹ, con không làm mất nhiều thời gian của mẹ đâu. Nè, mẹ ngồi xuống, mình từ từ nói nha. Được, con hỏi đi. Thưa mẹ, ca lão tiền bối có phải mình giết không? Mẹ trả lời con đi. Tại sao mẹ không nói chứ? Mẹ có phải bị uất ức trong lòng không? Vậy còn Trung Đại Tiên, có phải cũng do mình giết không? Chất độc trên cây kiếm của Trung Đại Tiên, có phải mình bò lên không? Mẹ, cho nên tuyệt sự thái có thể coi như là gián tiếp chết với tài của Nam Cung Thế Gia mình, có phải không? Hãm hại Lục Đàn, khiến cho sự thù ghét của các môn phái, là có phải do mình gây ra không? Có lẽ là phải. Phải thì phải, không phải thì không phải. Tại sao lại có thể chứ? Tại vì không phải do mẹ chính ta làm, cho nên mẹ không thể dám chắc được. Nếu như còn không có đó nào, sự mất tích của Lục Đàn cũng là do chúng ta làm. Chúng ta hạ độc hại hắn để hắn biến thành tên sát thủ khác. Mẹ, con thật không hiểu nổi tại sao chúng ta phải làm như vậy. Tại sao? Vì mẹ muốn giết hết võ lâm chính phái để trả thù. Chúng ta chưa có đầy đủ chứng cứ chứng thần cha và các chú bị võ lâm chính phái hại, sao lại có thể khiến cho họ trả thù chứ? Hơn nữa mình làm như vậy không những có làm trái đạo nghĩa trên giang hồ, giờ còn làm mất tín nghĩa của Nam Cung Thế Gia mình. Thưa mẹ, chuyện của Nam Cung Thế Gia chúng ta tuy rằng tất cả đều do bà nội làm chủ, nhưng mà mẹ cũng có phần tham dự. Không lẽ mẹ cho rằng làm vậy là có thể trả thù sao? Ai biểu mẹ là người của Nam Cung Thế Gia chị? Chị muốn trả thù, ban đầu mẹ rất có lòng tin, nhưng mà gần đây mẹ càng thấy càng không được yên. Mẹ cũng bắt đầu hoài nghi chúng ta làm như vậy thật ra có đúng hay không. Còn đang hoài nghi thôi. Cái này đúng là hành vi điên cuồng. Con cũng không rõ tại sao nói phải làm như vậy. Nếu như mẹ cũng hoài nghi, tại sao mẹ không ngăn cản và khuyên can nội vậy chứ? Thái Quân là mẹ chồng của mẹ, chuyện mà bá biểu mẹ làm, mẹ làm sao mà dám từ chối. Hơn nữa, cho dù mẹ có lên tiếng, mẹ cũng đâu có chịu nghe lời mẹ. Không lẽ chúng ta cứ tiếp tục như vậy sao? Bây giờ tất cả mọi người cũng đang hoài nghi chúng ta. Rồi mà chuyện này đổ bể ra, Nam Cung Thế Gia của chúng ta sẽ càng thêm thanh bại danh liệt nữa. Thưa mẹ, trong lòng con có một chuyện, con cũng không biết nên hỏi mẹ hay không. Nếu như con cho rằng không nên hỏi mẹ, tốt nhất là con đừng có hỏi.
Mẹ thiệt mệt lắm rồi. Không được, con phải nói ra mới được. Nếu như không, sớm muộn con cũng bi phiền chứ. Thưa mẹ, mẹ nói cho con biết, chú Năm đã bị ai hại chết vậy? Đủ rồi Minh Châu, hôm nay con nói nhiều quá, giờ lại hỏi nhiều quá, mẹ mệt rồi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Không được, mẹ con mình phải nói cho rõ. Mẹ, chúng ta phải phân rõ chuyện tốt xấu. Mẹ, mẹ có biết không, bà nội từng dặn Lục Đan mua hại chết cháu rể của mình là tiểu tử đó. Đủ rồi Minh Châu, con đừng có nói nhiều nữa. Mẹ xin con đừng có nói nhiều nữa. Mẹ, Thái Quân, tôi cần nói hình sai rất bất lợi đối với mình phải không? Có thể nói như vậy. Bây giờ Chánh Đức đang công đánh Nam Xương, thật không ngờ một tên hôn quân chỉ biết say mê nữ sắc, cũng có chút bản lãnh đó cha. Đâu phải là bản lãnh của hắn đâu, nhưng mà hắn biết lợi dụng Từ Định Phòng và Hoàng Thủ Nhân thôi. Bây giờ thời thế của Lan Dương đã tận, sắp bị suy sụp. Hồi nãy ta mới nhận được một tin, nói là Hoàng Thủ Nhân đã cho người đốt hết lương kho của Lăng Dương ở trấn Hộ Khẩu.